Công an tỉnh Trà Vinh đã phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh mời làm việc và lập biên bản vi phạm đối với một phụ nữ 32 tuổi để điều tra về hành vi cung cấp thông tin sai sự thật, vu khống trên mạng xã hội. Vào ngày 10 tháng 8, người này thấy tài khoản Facebook có tên Sodason đăng bài viết hỏi về việc bán đồ ăn online trên Facebook có bị phạt không. Người này đã bình luận những nội dung khó nghe như so sánh quy định cấm bán đồ ăn là luật rừng, rằng bán đồ ăn chứ có phải bán ma túy đâu mà cấm. Bên cạnh đó còn dùng những từ ngữ thiếu văn hóa khác. Qua làm việc, người này đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình và cam kết tháo gỡ bình luận, không tái phạm.